Đẹp ha. Hôm nay mình lên rừng xem bẫy chim. Đó. Anh làm YouTube à? Làm YouTuber mà. Con kia nó còn sơ. Con này có bước qua cần người ta. Trái trái. Sáng giờ bẫy được con nào chưa chú? Hai con nè. Đâu được hai con hả? À. Con mồi nè. Hai con đẹp á. Ừ. Chim đẹp ha. Ồ bẫy được hai con này có biết mình biết con được con cá gì không chú? Con này trống nè, con mái nó không có màu này. À, mái nó không có màu ha. Chim người ta gọi trống mái với ai. Mình bẫy này về là mình chơi bỏ, hay là mình bán? Bỏ mối À bỏ mối hả? Nhưng một con này là được bao nhiêu tiền? 100.000 con. Một ngày mình kiếm được mấy con ta? Cứ giờ sáng giờ hai con à. Khó quá lắm. Mà con này đẹp ha. Ừ. Sao biết là đi mà cỏ rồi chú? À. Đi chạy vòng vòng kiếm. Quay hai bạn chim nè. Đó. Dễ thương lắm. Con mồi nó mà ngon 4-5 triệu con á. Đúng rồi. Chứ được phải. Con mồi kia bao nhiêu tiền đó? Con mồi kia. Con này tơ mà. Con này già lên già nè. À. Con kia còn tơ. Con kia. Như con này thì nhiêu tiền chứ? Con mồi này nhiêu tiền? Con này chắc chừng vài trăm hả? Vài trăm hả? Bẫy hồi nó chui vào đâu như thế nào? Nó sập lọc mà. Về hả? Về hả? Hay vẫn đang bẫy? Không, về. Về. Con này tơ nó chưa có lên màu ha. Bẫy chút xíu nữa đi. À. Thôi dây. Xa lắm tuốt Bà Rịa đừng. Vậy là sáng sáng nay kiếm được 200 rồi ha. 200. 200 hai con 200 nè. Mấy bữa đi quầy sừng mọc quánh bảy màu. Bảy màu, bảy màu là có ăn không chú? Đẹp lắm, đẹp hơn mấy con này. Ấy là lời không? Đi quánh. Nhưng mà mai còn lên đây không? Chưa đâu, chưa biết. Chưa biết. Mai bắt rồi. Con lên đây đánh đi vào cái chòi màu đỏ đỏ kìa. Mấy ngói đó. Có võng lèo nó nghỉ trưa. Ừ, nghỉ trưa bãi giúp nó luôn. Ừ. Thế mà. Hai chú ở bên đó hả? Nguyên nắm nguyên khu này luôn. Ờ, cái vài bữa nữa mới lên. Ừ. Ghé cái chỗ. Nó lên thì ghé, ghé cho chòi võng nằm tại chỗ nó làm khuôn viên công viên rồi, ít người luôn. Đó. Qua tới đây luôn hả? Dạ. Bên đây có người khác không hả? bên này người khác, bên kia thì cũng là toàn của anh em hết mà. À. Bển này là hỏi kia ai cũng biết, nắm trùm nguyên khu này.